Thưa quý vị và các bạn, ở phần 1 chương trình MC Thầy giáo Lê Anh đã có rất là nhiều những câu chuyện lúc thì rất là vui vẻ, lúc thì rất là xúc động. Và phải nói rằng là mỗi lần phỏng vấn với anh Lê Anh thì luôn luôn cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt. Bởi vì có thể là vì một thầy giáo được trải nghiệm ở nhiều công việc, ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều vùng miền, ở nhiều những chuyến đi. Cho nên là anh Lê Anh không chỉ là một người tích tụ rất nhiều những kiến thức, sự trải nghiệm của mình để trong mỗi cái câu chuyện mọi người vẫn thấy rất là thật, nhưng mà có rất là nhiều những cái câu chuyện đằng sau những câu chuyện mà anh Lê Anh chia sẻ với mọi người. Và ở phần 2 chương trình thì anh Lê Anh sẽ chia sẻ rất nhiều những câu chuyện khác, nhưng mà không liên quan nhiều đến công việc, sẽ liên quan đến đời sống. Và có lẽ là xin được bắt đầu với anh Lê Anh một cái câu hỏi tưởng như là đơn giản nhưng mà lâu nay mọi người cũng chưa nắm bắt được nhiều lắm, là một ngày của anh Lê Anh với sự bận rộn trong công việc nhiều như thế thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Một ngày của Lê Anh thì bắt đầu rất là sớm. Lê Anh có thói quen dậy sớm, không phải chỉ đến cà phê sáng đâu, là Lê Anh dậy khoảng độ 5 giờ sáng. Thì nếu không có cà phê sáng thì Lê Anh cũng khoảng 6 giờ đã dậy rồi. Đấy là cái cữ thời gian mà mình hay dậy. Và khi mà dậy sớm ấy, thì cái cảm giác là cái việc mình khởi động nó sớm hơn, thấy mình được sống nhiều hơn và mình minh mẫn hơn đấy. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi dậy sớm, xong rồi thì tôi cũng có những cái vận động bản thân một chút, chẳng hạn như tập thể dục. Sau đó thì tôi sẽ vệ sinh để mà đi ăn sáng. Tôi là người rất coi trọng bữa ăn sáng. Thì sau đó thì đi vào làm việc, buổi sáng thì làm việc. Và cái lịch trình của Lê Anh nó như này, nó là một cái cuốn lịch ở trên iPhone. Trên điện thoại của tôi có một cái calendar đấy, cái lịch đó. Và tất cả mọi việc là ăn, ngủ, đi, các thứ đều ghi vào đây hết. Và tôi thành một cái lịch cá nhân, thí dụ như là 6 giờ đến 6 giờ 30 là cắt tóc, 6 giờ 30 đến 9 giờ là dậy 2 tiết ở trường, 9 giờ bao nhiêu là đi thử áo vest, và mấy giờ này đi gặp chị Hà Sơn, mấy giờ này thì là sẽ xem phim, hôm nay là ngày ra phim, bộ phim này phải dành thời gian phim, bỏ hết việc khác đi để xem phim. Chứ đừng, mọi người đừng nghĩ Lê Anh có công việc đâu. Lê Anh cũng có rất nhiều thời gian mà Lê Anh sống cho riêng mình. Chẳng hạn như là một là xem phim, là tôi bị nghiền phim. Nhà tôi ở ngay cái rạp phim, cho nên là từ trên nhà đi xuống là xem phim rồi. Tôi hay xem phim khuya để mà tận dụng cái thời gian đó. Thứ hai là tôi rất thích tập mà phòng tập. Tôi tập để tôi giữ cho mình cái sự thanh xuân và sức bền. Thứ ba nữa là ăn. Tôi rất thích ăn. Và nếu mà bạn nào mà muốn đi khám phá các món vặt Hà Nội thì phải hỏi Lê Anh. Bởi vì tôi, trong đầu tôi và trong danh sách của tôi có tất cả những quán ăn vặt và quán ăn chính thức của Hà Nội. Tôi gần như một hướng dẫn viên du lịch về Hà Nội ấy. Và không chỉ Hà Nội. Đến sở thích thứ tư là đi du lịch. Tôi có rất nhiều cơ hội để đi. Và kể cả việc không có cơ hội, tôi tự tạo cơ hội cho mình để đi. Tôi tự kết nối với các đối tác, các nơi. Tôi tự đề nghị để tôi làm cho họ những cái bộ phim nọ kia. Hay là tôi không có gì hết thì tôi bỏ tiền tôi đi. Và một năm thì thường tôi sẽ đi từ 1 cho đến 3 nước lớn ở xa. Và chuyến đi khoảng từ 15 cho đến 30 ngày. Đó là thời gian tôi bứt ra khỏi Hà Nội để tôi đi, tôi thay đổi cuộc sống của mình. Đấy thì sơ sơ là tôi có những cái sở thích như vậy. Ngoài ra thì tôi cũng khá nhiều những cái thời gian khác nữa để làm những công việc riêng của mình, thì nó cũng hơi tỉ mỉ một tí, không tiện nói. Nhưng bạn yên tâm rằng là tôi khá là cân bằng đấy. Và tôi rất biết là nếu mình chỉ có làm việc thôi để chết ý, thì đến lúc mà mình không còn sức khỏe nữa, mình sẽ vô cùng hối tiếc những khoảng lặng như thời tiết bây giờ là đang chớm đông của Hà Nội đây. Đừng ngắm cúc họa mi. Bạn đừng nghĩ là tôi không có sự lãng mạn đâu nhé. Tôi đi trên phố Phan Đình Phùng và đang đi xe Grab ôm, mà tôi bảo là dừng lại, anh trả tiền em cho anh đi bộ một lúc. Tôi chỉ đi bộ khoảng 5 phút thôi để tôi ngắm một cái hàng hoa cúc họa mi nó đang đi lãng đãng ở đường Phan Đình Phùng. Tôi là người rất chủ động, và nếu mà có cơ hội bộc bạch thì khán giả đồng hành với Lê Anh sẽ thấy rằng là bên cạnh sự bận rộn ấy thì Lê Anh cũng có khoảng thời gian cho mình và nuôi dưỡng cái sự lãng mạn của mình, nuôi dưỡng cái chất trí thức Hà Thành trong mình để mình được hạnh phúc ấy. Và cái điều đó là quan trọng. Anh vừa nhắc đến chi tiết là anh là người luôn luôn chủ động. Trong tình yêu anh có là người chủ động kiếm tìm không? Có chủ động, nhưng mà thấy cái duyên nó muộn, hoặc là nó cũng còn một vài chướng ngại vật nào đấy trên con đường nó đến với mình. Đấy chỉ là phỏng đoán vậy thôi. Tôi chủ động trong cuộc sống và trong cái việc hoạch định tất cả những cái sở thích hay là cái khoảng thời gian của mình. Nhưng chủ động ở trong chuyện tình cảm ấy thì tôi nghĩ rằng nó quá lý tính. Tôi từng thử rồi và tôi thấy nó không hiệu quả. Tôi là một người rất lý tính, bên cạnh cái sự lãng mạn mà tôi vừa nói ra,
thì chắc là khán giả cũng như mọi người đều hay bị thuyết phục bởi một cái logic ở trong tôi là người lý tính lắm, tôi không ủy thác cái số phận của mình hay là việc giải thích cuộc sống của mình vận đỏ vận đen vào thế giới tâm linh hay vào sự may rủi, không có, tôi không né tránh đâu. Từ trong chuyện tình cảm thì tôi đang mang tiếng là một người ế. Bây giờ là ế rồi, không còn là muộn nữa, tôi bị coi là ế rồi. Thì tôi cũng tôi bị chậm, mà tôi chậm. Tôi muốn để cho mọi thứ nó lãng đãng hơn, nhưng không tránh khỏi xu hướng bệnh nghề nghiệp là đưa lý tính của mình vào chuyện tình cảm. Và điều đó nó dẫn đến việc mình quá duy ý chí, mình hơi áp đặt. Và cũng vì thế cho nên mình hay không thỏa mãn về người đối tác của mình. Trước đây thì anh không giấu giếm việc là có rất là nhiều những học sinh rất là yêu mến thầy, viết thư cho thầy và bày tỏ tình cảm với thầy. Thậm chí là còn hứa hẹn là em sẽ chờ thầy đến khi nào trái tim thầy rung động thì thôi. Ôi, Hà Sơn nhớ nhỉ. Thì không biết là 4 năm qua khi mà chúng ta chưa có những cái bài phỏng vấn dài đó thì cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không? Và em vẫn nghĩ rằng chắc là anh sẽ phải có gấp nhiều lần những cái lá thư như thế bày tỏ của những học sinh dành cho mình. Thú thực là ít hơn Hà Sơn ạ, buồn thế chứ lại. Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. Nói vậy thôi thì cũng thầy giáo cũng không còn ở cái tuổi xuân sắc là khoảng trên 20, 25 hay là 30 nữa, mà cũng đã toan về già. Tất nhiên là về mặt hình thức bên ngoài thì Lê Anh cũng gọi là khá tự hào, vì mình cũng giữ cho nó được trẻ trung hơn so với những bạn đồng lứa một chút ấy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ học trò người ta cũng có cái ngưỡng tuổi mà người ta yêu thích. Nhất là khi mà nói chuyện này, tiếp xúc gần thì thấy Lê Anh ấy có những cái gu ấy, đúng là gu của 7X đấy, chứ không phải là gu của 8X và 9X đâu. Cho nên là các em rủ thầy đi đi vũ trường chẳng hạn thì thầy bảo thôi, nhảm nhí lắm, thôi thầy không đi vào đấy rồi lên nóc nhà bắt con gà hay là lên đấy xong rồi là đu đưa theo nhạc, thầy đấy nó lãng xẹt lắm. Thì học trò nó sẽ thấy ngay thầy mình già rồi. Thế còn cuộc sống thì nó có thay đổi chứ. Những xúc cảm, những cái giao lưu giữa thầy trò vẫn liên tục diễn ra. Những lớp học trò mới, người trò đò thì vẫn cũ, nhưng mà lớp học trò mới đến vẫn đem đến sự tươi mới. Và một phần tôi nghĩ là không chỉ tôi đâu mà Hà Sơn hay tất cả mọi người, chúng ta đều thích làm việc với người trẻ. Ở đó chúng ta học được nhiều điều và chúng ta đón nhận được những tình cảm chân thành và rất là mộc mạc của họ. Nó có thể còn vụng về lắm, nhưng mà nó rất mộc mạc, đáng yêu. Và chính vì thế tôi lại coi tất cả những cái việc các em nó biểu lộ tình cảm với mình nếu có ấy, tức là sau này cũng có nhưng ít thôi, thì đó là những cái trường hợp để mà mình ứng xử về mặt tâm lý, bởi vì mình không lựa chọn các em quá trẻ như vậy nữa để trở thành một phần cuộc sống của mình, cho nên mình cũng phải định hướng cho các em luôn. Trước đây tôi còn à ơi, nói hơi tội lỗi tí là hồi trẻ thì còn nghĩ là nên à ơi tí để gọi là trải nghiệm cái cảm giác là rung rinh của việc là mình được hâm mộ. Nhưng mà sau này mình thấy ác quá, nếu mà để cho học trò nó bị lấn sâu vào cảm xúc đó, nó thứ nhất nó sẽ phân tán học hành, chắc chắn là như thế. Thứ hai nữa là có thể là nó sẽ ganh đua với ai đó và nó dẫn đến những cảm xúc rất tiêu cực. Thì có thể một vài em cùng thích chẳng hạn thì nó sẽ ganh nhau và nó sẽ nói xấu rồi vân vân. Ôi phức tạp. Thì tôi nghĩ rằng là cái cảm xúc ấy nó sẽ phù hợp hơn. Thì tôi bằng cách này cách khác tôi cũng khá đủ cái sự khéo léo để nói điều đó. Rồi thậm chí nhá, nói thật với Hà Sơn là cũng phải đi ngồi uống nước, nói đặt mọi thứ lên bàn, gỡ bàn tay ra. Nếu em theo đuổi thầy thì em được cái gì, em mất cái gì, em nghĩ mà xem. Đúng không ạ? Tức là nó nhiều khi như thế thì cái người nhanh thì cũng chỉ một cuộc cà phê thì xong, nhưng mà cái người lâu thì cũng phải vài ba năm. Mà có khi cũng không biết là đã xong chưa ấy, bởi vì cô vẫn chưa lấy chồng, mà bây giờ cô vẫn cứ thỉnh thoảng cô nhắn tin khen ngợi hay là em đã ra trường rồi thầy nhá, bây giờ em không còn học trò kiểu ở trong trường của thầy nữa đâu nhá, nam nữ bình quyền nhá, thầy đừng có mà ngăn cản cái gì. Đấy, rất thú vị. Tôi cũng nghĩ rằng tất cả những đấy nó là cái gia vị cần thiết của nghề giáo, và thầy giáo nam hay cô giáo nữ thì cũng đều gặp phải những cái như thế thôi. Tôi thấy nực cười khi người ta lúc nào cũng có cái tư tưởng là ngăn cản ấy, hoặc là người ta cảm thấy rất kỳ thị cái chuyện thầy trò yêu nhau, hay là hôn nhân giữa thầy và trò, hay là thầy đã làm cho trò quá yêu. Thì thực ra tôi nghĩ điều đó chả thể nào mà quy tội cho mọi người được cả, ngoài việc người ta dạy tốt, người ta học tốt ra thì việc người ta yêu nhau là bình thường. Quan điểm của tôi là như thế. Anh có sự thành đạt trong công việc, anh có sự nổi tiếng, anh cũng có thu nhập đủ để anh nuôi sống bản thân, không khó khăn. Nói chung là một MC có nhiều thứ. Vậy thì nếu mà nhìn lại thì anh thấy anh đang thiếu gì? Tuyệt vời, đây là câu hỏi hay nhất mà Lê Anh từng được nghe trong
bao nhiêu năm qua mọi người phỏng vấn Lê Anh thiếu gì, chưa ai hỏi Lê Anh như thế này đâu. Hay quá. Tôi tự tin rằng tôi là người đủ đầy trong bao nhiêu năm nay. Ngay cả việc là nếu như tôi hơi thiếu cái sự đồng cảm, đồng điệu của những người sát cánh trong cuộc sống hàng ngày ấy, tôi đang cảm thấy là mỗi tuổi lớn lên, mỗi thời khắc qua đi thì những người thân máu mủ ruột rà của mình và những người thân mới của mình ấy, nó ít dần đi. Vì là cuộc sống khó khăn, bệnh tật, tai ương đến nhiều quá. Rồi những cuộc du cư nó làm cho chúng ta xa nhau quá. Cho nên Linh là người khao khát bạn bè, khao khát anh em. Và tôi giữ tất cả những cái mối quan hệ ấy trong tấm chân tình của mình với một cái thái độ trân trọng rất tự nhiên thôi. Tôi không làm màu, tôi không dùng vật chất để tôi nuôi dưỡng các mối quan hệ ấy nhiều. Tôi dùng thái độ của tôi đối với người đó để thể hiện rằng là tôi rất trân trọng họ. Và không bao giờ tôi từ chối khi họ muốn được giúp đỡ. Đấy là cái quan trọng. Chứ còn vật chất không giải quyết được vấn đề. Thì cái mà tôi thấy thiếu dần dần, có lẽ là tôi đang thiếu đi nhiều những người tri kỷ đấy. Vì nói thật với các bạn là cái điều này Hà Sơn hỏi đúng cái thời điểm mà vài ba ngày trước đây lại chia tay một người bạn, lại ung thư, lại chiến đấu không thành và phải đi về cõi bên kia. Những cái người mà có những cái chuyện mình chỉ có thể nói cho cái người đó thôi, thì bây giờ người đó đi mất rồi, thì lại để xếp cái góc ấy lại và có thể viết ra hoặc là thế nào đó, tìm một người mới để bù vào cái chỗ đấy khó lắm. Thì nếu thiếu gì thì thiếu những người tri kỷ. Lúc nào cũng vẫn thiếu. Có những người mới sẽ đến, thế nhưng mà những người cũ đi nhiều quá, thành ra là sẽ lo lắng về chuyện này. Nhược điểm mà anh tự thấy ở mình? Nóng, vẫn nóng tính. Anh có làm cách nào để sửa cái mà anh gọi là nhược điểm của mình hay không? Tôi nhắc nhở mình thôi. Và tôi cũng bập mồm những cái lúc mà tôi quá nóng. Thí dụ như với bố mẹ nhé. Tôi nói thật, đây là tôi cũng rất là xấu hổ phải nói là tôi là người lý tính nhất trong nhà. Trong mắt bố mẹ thì là đứa con thành đạt nhất. Tôi kiếm tiền cũng tốt nhất. Và tôi chủ động lắm. Tôi hay hướng đạo, là tôi hướng mọi người, cả bố mẹ và các em, để làm những cái việc chung của gia đình. Tôi là người quyết, nhiều khi tôi là người quyết. Cho nên tôi có cái thói quen là hơi gia trưởng, và thậm chí cả với bố mẹ nữa. Cho nên nhiều khi bố mẹ nói một điều tôi không ưng ấy, là tôi bật và tôi nói. Tôi nghĩ rằng là đôi khi có khi mẹ tôi cũng khóc thầm đấy, bởi vì là tôi nói hơi đau, hơi sâu cay ấy. Thế mà tôi vì cái vị tôi cứ coi thường cái việc này hay coi nhẹ việc này, tôi cả đời tôi chưa nói được lời xin lỗi nào với mẹ cả. Đúng là ngồi với Hà Sơn tôi mới thấy là tôi quá tội lỗi. Mẹ thì bao dung lắm, bố cũng thế thôi. Thế rồi sau cái lúc giận đấy, bữa cơm sau thì lại ra chăn cơm cho con. Và mình lại cứ nghĩ rằng ơi giời, thì có gì đâu, hôm trước mình cũng to mồm nữa mà, mình là con mà, bố mẹ chấp gì bố, mẹ chấp gì con. Thế nhưng mà bây giờ cũng lớn thì mình cũng thấy rằng là không khéo cũng làm một vết thương. Cho nên trong khoảng độ vài năm trở lại đây, thấy bố mẹ già đi nhanh chóng, tôi đỡ được nhiều lắm rồi. Tôi đỡ được nhiều lắm, tức là tôi không có chấp lời nữa rồi. Bây giờ bố mẹ có hơi gàn một tí, có mắng quá đi một tí, có nói một điều gì nó không đúng, thì mình nhịn đi. Vì bố mẹ đâu có ở lâu với mình đâu. Lúc nào thì mọi người sẽ thấy MC Lê Anh khóc? Những lúc tôi cảm động. Bây giờ tôi cũng còn dễ khóc hơn ngày xưa. Ngày xưa tôi vẫn muốn nói lại tôi là một người lý tính, cho nên là tôi khá cứng rắn và tôi quyết đoán trong các hành động sống của mình lắm. Và không dễ gì mà một cái chuyện gọi là chuyện nhân văn mà có thể làm cho tôi bị xúc động. Khi tôi đọc nhiều lắm, tôi đọc nhiều thì tôi sẽ có nhiều tham khảo. Tôi bảo ôi cái trường hợp này chưa khổ bằng trường hợp mình đã được nghe. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi lại thả lỏng mình hơn và tôi dễ dàng hơn. Tôi sẽ xúc động hơn với những chuyện nhỏ nhặt hơn. Những cái lời nói đủ giản dị nhưng mà nó khứa vào trong lòng của mình. Tôi hay khóc thầm ở trong rạp phim lắm. Nó thật, đấy là cái điều mà tôi cho phép mình, bởi vì trong lúc bóng tối mà.
mà nhiều khi tôi đi xem phim một mình, mà tôi có đi xem với cả đồng đội đâu, cho nên là tôi cũng chả sợ ai cả. Khán giả bên cạnh người ta bảo ôi cái ông này mít ướt thế, cái ông này sao thì sao lại ủy mị thế, cũng được chả sao, tôi với bạn không quan biết, tôi cho tôi khóc thoải mái đi. Thì tôi cũng chấm chấm nước mắt, bởi vì là tôi xúc động lắm. Còn ở bên ngoài thì tôi kiềm chế hơn, ở sân khấu tôi kiềm chế hơn, nhưng có lẽ là nếu sau này có những cái điều gì mà khiến tôi phải khóc khi tôi nghĩ lại những nỗi ân hận của mình, thì có thể là những người rất thân thuộc hoặc là những người rất gần gũi như cha mẹ, anh em, học trò. Như ban nãy tôi cũng rất xúc động, đó là những cái chuyện mà mình không làm lại được nữa, hoặc có những người đã ra đi mà mình vẫn tiếc mãi vì mình không nói được một câu nói hoặc là gửi trao được một món quà cần thiết cho người đó khi người ta đang còn sống. Đấy cũng là cái yếu lòng của tất cả mọi người, mà tôi nghĩ đàn ông cũng cần phải yếu như thế để thấy mình sống nhân văn, chứ nếu không thì rất dễ cổ suý cho cái sự bàng quan vô cảm. Anh Lê Anh này, anh đã có khoảng tầm 15-16 năm gắn bó với truyền hình. Đúng vậy. Khi mà gắn bó với truyền hình thì anh sẽ có rất là nhiều những người đồng nghiệp. Vậy thì có người đồng nghiệp nào mà anh thấy mình rất là hâm mộ mà mình học hỏi được nhiều điều từ người đó hay không ạ? Tôi có thể nói ngay đó là nhà báo Tạ Bích Loan, một người chị lớn ở trong nghề đối với tôi. Tôi theo dõi chị khi tôi còn là một khán giả. Tôi cũng đồng hành với chị trong một số chương trình khi mà hân hạnh được dẫn chương trình cùng với chị. Và tôi cũng là đồng nghiệp, bây giờ thì tôi đang là đồng nghiệp của chị và được sự chỉ đạo trực tiếp của chị. Thậm chí tôi cũng đã chứng kiến cả những cái tạm gọi là những cái tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ mà vô tình hay hữu ý mà chị phải chịu ở bởi dư luận trong một giai đoạn nào đó. Cho nên đối với tôi, cái lứa của anh Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan thực sự là những người anh hùng trong nghề mà tôi rất là trân trọng. Và tôi tự tìm thấy mình trong công việc. Và cứ mỗi một cái chương trình đi qua, tôi thấy là chị Loan luôn đứng bên cạnh. Cái kỳ tài ở đây là gì? Sao chị bận đến như thế mà chị vẫn cứ đứng bên cạnh được? Chương trình nào chị cũng xem, chương trình nào chị cũng nhìn thấy Lê Anh ở đó, có điểm này được, điểm kia chưa được. Rất may là điểm chưa được ít thôi, nhưng mà điểm được thì chị khen rất nồng nàn, rất thực và không quá lố. Chị nói rất rõ, chi tiết này em làm tốt, em làm tốt chi tiết này, em phải giữ phong độ đó, em cố gắng đi, tiếp tục đi. Và tôi nghĩ rằng trong hơn một năm qua, gần 2 năm rồi, làm Cà Phê Sáng, chính tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi thay đổi để mình đời hơn một chút, tôi dẫn đời hơn một chút, tôi dẫn bớt trường quy đi. Rồi tôi dí dỏm hơn, tôi dí dỏm hơn nhiều so với cách đây 10 năm, 5 năm, 3 năm. Tôi đã khá dí dỏm rất nhiều, và tất cả cũng nhờ cái áp lực cũng như là một cái sự hướng dẫn chỉ đạo của chị Tạ Bích Loan ấy. Tôi vẫn phải thầm cảm ơn chị vì những cái cơ hội chị trao cho tôi đến hôm nay. Và chị còn nói thế này, trong số các MC Cà Phê Sáng ấy, chị nghĩ em là một trong những người có năng lực để trở thành host nhất. MC là một chuyện, nhưng host là một đẳng cấp khác. Và để trở thành host, đó là một sự nghiệp cả đời của mình. Em cố gắng lên. Thì cái lời nói đó nó hiệu triệu cái sức làm việc của mình lắm. Cho nên là tôi không biết chừng nào chị hết tín nhiệm tôi, nhưng mà giai đoạn này thì tôi đang cảm thấy rất là sung sức, và tôi đang rất cố gắng để không phụ lòng cái sự ngưỡng mộ, không phụ lòng cái sự quý mến và tôn trọng cũng như là trao trách nhiệm của người lãnh đạo như chị Loan. Anh thì là một MC mà khá đắt show để dẫn các live show của ca sĩ ngoài Hà Nội. Thì nếu bây giờ mà hỏi anh là anh thích ca sĩ nào nhất thì khó cho anh nhỉ? Khó thật. Bây giờ mà nghe thì tôi nghe một số giọng hát như thế này. Giọng diva, tôi thực sự thích Trần Thu Hà. Cô ấy cùng tuổi với tôi. Tôi chứng kiến sự trưởng thành cô ấy, nhưng trên hết là vì tôi luôn luôn có cảm hứng với những sự biến ảo trong giọng hát của Trần Thu Hà. Cách xử lý hát thông minh quá, tôi thích lắm. Đấy là một cái dòng thứ nhất. Với một những dòng chính ca thì tôi rất thích Vũ Thắng Lợi, một bạn trẻ. Tôi cảm thấy bạn ấy hát chính ca nhưng tôi không thấy sự gân guốc nặng nề, và những bài hát nó vào tôi rất nhẹ nhàng. Còn lại thì đối với dòng nhạc trẻ thì tôi lại có sự tò mò với giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Tôi vốn coi nhẹ giọng hát này, tôi coi nhẹ lắm. Thế nhưng mà sau đó thì tôi đã bị thuyết phục khi tôi xem cô ấy vừa nhảy vừa hát. Và tôi nghĩ rằng đây là mô hình giải trí kiểu Hàn Quốc. Và kế tiếp đến Sơn Tùng nữa thì thôi, thật sự là tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Đến bây giờ tôi còn nghe Sơn Tùng cơ. Tôi nghe Sơn Tùng
Tôi nghe rất nhiều các bạn trẻ bây giờ như Phạm Mạnh Quỳnh này, Sơn Tùng này, rồi những cái ban nhạc trẻ hơn, rồi gần đây nhất đó là Hoàng Thùy Linh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề mà nó, em nghĩ là nó đơn giản nhưng mà sẽ là trả lời cho mọi người một lăng kính Lê Anh rõ nhất, nhanh nhất. Vâng. Thì bây giờ em sẽ hỏi, em sẽ hỏi anh rất là nhanh. Tức là hỏi anh trả lời nhanh. Vâng. Vâng. Ví dụ như là trả lời nhanh. Màu sắc ưa thích nhất của anh đây anh. Màu vàng nâu như thế này, màu vàng đất. Mãi sau tôi mới biết nó là trùng với mệnh thổ của tôi đấy. Tôi là mệnh thổ, sa trung thổ thì là hợp với mọi mệnh này. Anh có sưu tầm gì không? Tôi sưu tầm những bài báo truyền cảm hứng. Ngày xưa tôi có hẳn một cuốn sổ 500 bài cắt những cái màu của anh Chánh Văn ở trong học trò ấy. Biết anh những cái màu ấy nó dường rất hay, nó hay nhắc nhở chúng ta cuộc sống. Tôi cắt ra xong tôi dán, dán và đi kèm vào những câu danh ngôn. Tôi vẫn còn những cái cuốn sổ như vậy. Anh tự cảm thấy là hài lòng điều gì nhất ở trên cơ thể mình? Miệng cười. Khi mà anh đi ra đường thì những thứ gì sẽ không thể thiếu đối với MC Lê Anh? Một người mà gắn bó với Lê Anh như Hà Sơn, Hà Sơn có đoán được không? Em nghĩ là đồng hồ và kính. Chính xác. Đấy là hai vật không bao giờ thiếu được của tôi. Cuốn sách anh yêu thích nhất là gì ạ? Người thầy đầu tiên, một cuốn sách tạm gọi là gối đầu giường ấy, được sáng tác từ những năm 20 của thế kỷ 20, tức là đến giờ gần 100 tuổi rồi. Câu châm ngôn anh yêu thích nhất? Câu châm ngôn tôi yêu thích nhất lại là một cái câu cảnh báo về sự kế thừa kinh nghiệm của người khác. Đó là câu không ai sống bằng kinh nghiệm của người khác. Tờ đoàn của anh là gì? Đó là câu chuyện bơi. Tôi học bơi 2 lớp rồi và tôi tập bơi suốt mười mấy năm qua rồi, tôi vẫn không bơi được, không thể bơi được quá 10 mét. Xấu hổ lắm. Ở Hà Nội thì món ăn nào là đặc trưng nhất theo anh? Không nghi ngờ tôi thì tôi chọn bún thang. Một ngày anh uống bao nhiêu chai nước? Khoảng từ 10 đến 12 chai. Bí quyết giữ giọng của anh là gì? Thì cũng chính là nước thôi. Bởi vì bạn hãy khi bạn nói nhiều ấy, bạn nên nhấp những ngụm nước nhỏ. Đừng uống nhiều thì lại muốn đi toilet. Chứ mà uống nhấp nhỏ thôi, cứ nhấp cho nó ướt cái dây thanh này này. Đảm bảo sự đàn hồi thì bạn nói càng ngay không mệt. Nhưng mà từ nãy giờ nói Hà Sơn không cho lấy uống nước, thèm nước. Đây nước đây, nước à, đây, nước, à? Đây, nước đây. Chú Đạo quá, cảm ơn em. Mời anh. Xin ngụm nhá. Vâng. Có lẽ là khi mà anh Lê Anh uống nước thì Hà Sơn cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Lê Anh rất nhiều về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin được chúc cho anh gặp nhiều điều may mắn. Chúc cho anh vẫn giữ phong độ trở thành một trong những MC quốc dân. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.